Mai kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày quý vị nhé. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tin Việt Nam. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều tỉnh thành, nguy cơ lây lan rộng. Đà Lạt, mẹ bật bếp ga ninh xương rồi khóa cửa đi mua bỉm khiến ba trẻ nhỏ tử vong. Cháy chùa Thuyền Lâm tại Huế trong đêm, nhiều vật dụng quý bị thiêu rụi. Đứt cáp thang tời trong lúc làm công trình ở Hà Nội khiến 10 người thương vong. Quảng Ninh xuất hiện hố tử thần trong phòng karaoke nuốt chửng nhiều vật dụng. Người dân chật vật quét căn cước công dân để xác thực sinh chắc học. Khu đô thị kiểu mẫu 4.250 tỷ đồng ở Quảng Nam thành nơi chăn bò. Mỹ cáo buộc 4 người Việt tấn công mạng gây thiệt hại hơn 71 triệu USD. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân trước nguy cơ xung đột. Tin thế giới, dân số Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng âm, 20 tỉnh có dân số sụt giảm mạnh. Tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines căng thẳng chưa từng có. Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan tham gia vào hệ thống Liên Hợp Quốc các diễn đàn quốc tế khác. Ukraine ồ ạt nã tên lửa Mỹ, Crimea thương vong thảm khốc. Nga triệu đại sứ Mỹ vụ tên lửa tập kích, EU áp trừng phạt lên Moscow. Israel nói giai đoạn của cuộc chiến với Hamas sắp kết thúc. Hàng nghìn lính Trung Đông muốn tham chiến cùng Hezbollah chống lại Israel. Làn sóng bạo lực tái bùng phát ở lãnh thổ Pháp, nhiều nơi bị đốt phá. Đồng yên liên tục biến động, chính phủ Nhật Bản sẵn sàng can thiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi 4 tỉnh thành gồm Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hòa Bình để bàn về việc triển khai các giải pháp ứng phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Báo cáo của Cục Thú y cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trầm trọng và đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, tại Bắc Cạn, hiện dịch bệnh đã ghi nhận trên 90% địa phương cấp xã của tất cả 8 trên 8 địa bàn cấp huyện, buộc tiêu hủy gần 10.000 con lợn. Trong khi đó, tại tỉnh Lạng Sơn, bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng đang diễn biến phức tạp ở gần 50% địa phương cấp xã của tất cả 11 trên 11 địa bàn cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn, buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn. Tại tỉnh Quảng Ninh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát và lây lan tại 23 địa phương cấp xã của 7 trên 13 địa bàn cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh, buộc tiêu hủy gần 1.600 con lợn. Còn tại Hòa Bình, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở 18 địa phương cấp xã của 6 trên 11 địa bàn cấp huyện của tỉnh Hòa Bình, buộc tiêu hủy gần 1.300 con lợn. Cục Thú y nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh lây lan diện rộng và nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, chủ yếu nhất là việc hệ thống thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã đều rất yếu, triển khai chưa hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân bán chạy lợn bệnh, nghi mắc bệnh làm dịch bệnh lây lan diện rộng. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương ở trên tập trung nguồn lực, tổ chức xử lý các ổ dịch sau bệnh dịch tả lợn châu Phi, không để phát sinh ổ dịch mới. Đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường, làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, giới hữu trách thành phố Đà Lạt vừa công bố thông tin ban đầu về vụ cháy nhà khiến ba trẻ nhỏ tử vong thương tâm trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 6, chị Đậu Thị Tú sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, cùng ba con nhỏ lần lượt là Vòng Anh Khoa 6 tuổi, Vòng Ngọc Bảo An 4 tuổi và Vòng Minh Anh 9 tháng tuổi lên Đà Lạt thăm bà ngoại 54 tuổi đang làm vườn thuê cho chủ nhà là bà Hoàng Thị Thu Hà sinh năm 1972 và ông Trần Quang Ánh sinh năm 1967 ở tại phường 7 thành phố Đà Lạt. Bốn mẹ con ở cùng phòng với bà ngoại. Sáng ngày hôm qua 24 tháng 6, bà Tâm đi làm thuê, chị Đậu Thị Tú ở nhà nấu đồ ăn sáng cho các con. Trong lúc đang bật bếp ga nấu đồ ăn, chị Tú tranh thủ ra ngoài mua sữa mà quên tắt bếp. Trước khi đi, nghĩ để đảm bảo an toàn cho các con, chị Tú đã khóa cửa phòng lại. Đến khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, ông Trần Quốc Khanh là em ruột của ông Trần Quang Ánh ở trong nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm. Phát hiện đám cháy, ông Khanh chạy ra đập phá cửa phòng nhưng không được. Nhiều người dân cũng đã tới hỗ trợ dập lửa nhưng không có kết quả. Vụ cháy khiến các cháu đều thiệt mạng.
cơ quan công an bước đầu nhận định sự cố do chị Tú khi ra khỏi phòng quên tắt bếp dẫn tới sự việc đau lòng nói trên. Tại một diễn biến liên quan, một vụ cháy nghiêm trọng khác vừa xảy ra tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến nhiều vật dụng quý bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 23 tháng 6, người dân thấy nhiều khói bốc lên bên trong chùa Thuyền Lâm. Sau đó, ngọn lửa bùng phát mạnh, rực sáng khuôn viên chùa, các sư thầy đã sử dụng bình chữa cháy cầm tay cùng với người dân dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng, nội thất chủ yếu bằng gỗ nên lửa bùng lên rất mạnh. Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa. Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại nhiều đồ đạc. Được biết, chùa Thuyền Lâm là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Huế, nằm ở Gò Dương Xuân, được xây dựng dưới thời Chúa Nguyễn. Chùa đã được cải tạo, sửa chữa trong thời gian gần đây. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo VTC đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra địa bàn khiến 10 công nhân thương vong. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19 giờ 10 ngày 18 tháng 6 tại công trình trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển Tuấn Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hà Hưng và công ty cổ phần xây dựng An toàn Hà Nội thi công. Vào thời điểm trên, một công nhân khi đang ở dưới lán công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B thì bỗng dưng thấy mất điện. Khi anh này đi lên phía sau công trường, khu vực để thang tời vật liệu để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện có 10 người đang bị thương nằm dưới đất. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bệnh viện thông báo 3 người tử vong, gồm ông Nguyễn Đình Thiết, 49 tuổi, quê Quốc Oai, anh Nguyễn Văn Yên, 36 tuổi, quê Hà Giang, anh Lò Văn Sơn, 23 tuổi, quê Sơn La. Trong số 7 nạn nhân bị thương còn lại có 2 nữ, 5 nam và đa số cùng quê Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do đứt cáp vận thang công trình dẫn đến sự việc đau lòng này. Mới đây, xác nhận với phóng viên, đại diện phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại phòng hát karaoke của một hộ gia đình trên địa bàn vừa bất ngờ xuất hiện hố tử thần, gây thiệt hại về tài sản. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ chiều ngày 23 tháng 6, tại phòng hát karaoke ở nhà ông Trần Hữu Ba, trú tại tổ 1 khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, xuất hiện một hố tử thần. Qua kiểm tra, hố tử thần này có hình tròn đường kính 3m, sâu 4m. Sau khi hố tử thần xuất hiện, đã kéo theo một chiếc bàn, tivi, bộ loa tụt sâu xuống lòng đất. Trước đó chỉ một ngày, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 22 tháng 6, người dân sinh sống tại tổ 1 khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn nghe được tiếng động lạ trong lòng đất. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện một hố tử thần trên tuyến đường trong khu dân cư và vụ việc được cấp báo đến cơ quan chức năng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, phường Cẩm Sơn đã cắm biển cảnh báo tại những địa điểm nguy hiểm, ngăn người dân qua lại. Đồng thời, huy động phương tiện thiết bị lập hố sụt và tiếp tục theo dõi xử lý. Nếu sụt lún tiếp tục xảy ra, địa phương sẽ sớm có cảnh báo cho các hộ dân xung quanh khu vực. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi là quy định giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu một lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng mỗi ngày phải xác thực khuôn mặt sẽ có hiệu lực. Do đó, một tuần trước khi quyết định có hiệu lực, các ngân hàng, ví điện tử và người dùng đang chạy đua xác thực tài khoản. Theo hướng dẫn, người dùng có thể chủ động thực hiện trên smartphone theo 3 bước: chụp ảnh mặt trước và sau của căn cước công dân gắn chip, quét NFC trên cước công dân gắn chip, quét gương mặt và xác thực OTP. Đa số cho biết quá trình này diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Tuy nhiên, trên các hội nhóm công nghệ, nhiều người phản ánh tình trạng gặp khó khăn, phần lớn ở khâu quét NFC trên căn cước công dân. Trao đổi về thực trạng này, ông Đỗ Duy Phong, giám đốc công nghệ một startup chuyên cung cấp giải pháp kết nối không dây ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay, về lý thuyết các thiết bị đọc NFC như iPhone và nhiều điện thoại Android hoạt động ổn định, nhưng để việc quét chip NFC diễn ra mượt mà, cần đồng bộ về cả phần cứng lẫn phần mềm. Ngoài ra, không loại trừ khả năng người dùng thao tác sai, không thao tác ốp lưng hoặc đặt căn cước công dân trên mặt phẳng kim loại dẫn đến việc bị nhiễu sóng. Trong trường hợp này, để được hỗ trợ một cách tốt hơn, nếu điện thoại không có NFC, người dùng có thể đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cảnh báo, để tránh rủi ro lừa đảo, khách hàng không cập nhật dữ liệu sinh trắc học qua bất kỳ trang web hay ứng dụng khác.
các ngân hàng sẽ không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu, số thẻ, mã khóa bảo mật hoặc bất kỳ thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc qua đường link. Báo Thanh Niên đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi tỉnh ủy liên quan đến dự án khu đô thị Homeland Parkside Village thành nơi chăn thả bò. Theo đó, dự án Homeland Parkside Village thuộc khu đô thị số 6 tại khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Homeland làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 6 năm 2020 trên diện tích hơn 31 hectare. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 4.250 tỷ đồng này, được cho là khu đô thị 4.0, khu đô thị xanh kiểu mẫu đầu tiên tại Quảng Nam. Trong đó, dân số dự kiến khoảng 3.200 người, bao gồm 94 lô biệt thự, 570 nhà liền kề và một lô chung cư với nhiều tiện ích nội khu hiện đại. Theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Nam, đến tháng 6 năm 2022, dự án phải hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau khi xây dựng phần thô một số căn biệt thự nhà liên kề, dự án bị đứng bánh gần 2 năm qua. Một số hạng mục có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp, sắt thép hoen rỉ. Do nhiều dãy nhà, biệt thự bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc tùm nên người dân đã tận dụng làm nơi chăn thả bò. Trong văn bản báo cáo, giới chức tỉnh Quảng Ninh lý giải, đây là dự án đầu tiên tại tỉnh thực hiện theo nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Do các quy định về thủ tục đất đai còn chưa cụ thể, đến nay dự án chưa được giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai dẫn đến tình trạng chậm trễ trên. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc của dự án này. Theo hồ sơ công bố bởi Văn phòng Luật sư Mỹ quận New Jersey cuối tuần qua, một nhóm tin tặc FIN9 gồm 4 người Việt Nam vừa bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến tấn công mạng và rửa tiền. Theo đó, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021, các bị cáo được cho là tấn công vào mạng máy tính của nhiều công ty ở Mỹ, sử dụng quyền truy cập thu thập được để đánh cắp hoặc có chủ đích đánh cắp thông tin không công khai, quyền lợi nhân viên và tiền quỹ. Hoạt động này đã gây ra khoản thiệt hại hơn 71 triệu USD cho doanh nghiệp trong các danh sách bị tấn công. Cũng theo hồ sơ, thành viên của FIN9 ngoài tấn công mạng và đánh cắp thông tin không công khai của doanh nghiệp còn trộm nhiều dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ tín dụng liên quan đến nhân viên hoặc khách hàng của công ty nạn nhân. Để che giấu danh tính khi tiêu thụ tài sản đánh cắp, nhóm đôi khi sử dụng thông tin nạn nhân để đăng ký tài khoản trực tuyến trên các tài sản số hoặc dịch vụ máy chủ, sau đó bán thẻ quà tặng lấy được cho các bên thứ ba nhằm che vết nguồn gốc số tiền phạm tội có được. Nếu bị kết án, nhóm có thể đối mặt với mức án hàng chục năm tù cho các tội danh liên quan tấn công mạng và rửa tiền. Báo VOV đưa tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt tại đây đề cao các biện pháp an ninh an toàn trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện nguy cơ gia tăng xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở biên giới phía Bắc giáp với Liban. Cụ thể, thông báo cho biết, kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2024, lực lượng Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và phóng máy bay không người lái, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây hỏa hoạn tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc Israel. Trong khi đó, Israel cũng gia tăng các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Liban. Việc hai bên tấn công qua lại trả đũa lẫn nhau với quy mô và cường độ gia tăng trong thời gian gần đây đã được cộng đồng quốc tế cảnh báo có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah. Trước tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Israel thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại, hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, nhất là miền Bắc Israel. Đại sứ quán cũng khuyến cáo cộng đồng người Việt giữ liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, đồng thời cung cấp các số điện thoại và địa chỉ email để cộng đồng liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ hoặc cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân. Tiếp theo là tin thế giới. Tin thế giới. Dân số Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng âm, 20 tỉnh có dân số sụt giảm mạnh. Tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines căng thẳng chưa từng có. Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan tham gia vào hệ thống Liên Hợp Quốc, các diễn đàn quốc tế khác. Ukraine ồ ạt nã tên lửa Mỹ, Crimea thương vong thảm khốc. Nga triệu đại sứ Mỹ vụ tên lửa tập kích, EU áp trừng phạt lên Moscow. Israel nói, giai đoạn của cuộc chiến với Hamas sắp kết thúc.
hàng nghìn lính Trung Đông muốn tham chiến cùng Hezbollah chống lại Israel. Làn sóng bạo lực tái bùng phát ở lãnh thổ Pháp, nhiều nơi bị đốt phá. Đồng yên liên tục biến động, chính phủ Nhật Bản sẵn sàng can thiệp. Theo hãng tin NTD, Trung Quốc đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về dân số do tác động của chính sách một con kéo dài và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Số liệu mới nhất từ năm 2023 cho thấy, dân số của 20 trong số 31 tỉnh và khu tự trị của Trung Quốc đã giảm tổng cộng hơn 3,7 triệu người. Đặc biệt, 4 tỉnh Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc và Hà Nam đã giảm tổng cộng 1,39 triệu người, vượt qua sự suy giảm dân số của 3 tỉnh Đông Bắc là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang cộng lại. Dù 11 tỉnh thành có dân số thường trú tăng, tuy nhiên, tổng dân số của Trung Quốc vẫn giảm tới 2,03 triệu người vào năm 2023 và hiện xu hướng giảm này vẫn đang tiếp tục. Trước tình hình này, những năm qua chính quyền Trung Quốc vẫn luôn thúc đẩy thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích sinh đẻ như hỗ trợ tài chính và cung cấp thuốc thai nghén miễn phí. Nhưng đến nay, hiệu quả đạt được vẫn rất hạn chế. Đáng chú ý, nhiều người trẻ ở Trung Quốc còn từ đó mà chọn cách nằm ngửa, không muốn kết hôn và sinh con do lo ngại về tương lai và sự bóc lột. Sự suy giảm dân số này đặt ra những thách thức lớn cho Trung Quốc, đặc biệt khi quốc gia này đối mặt với tình trạng già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế trong những thập kỷ tới. Thưa quý vị, vụ việc căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông những ngày qua đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự trong khu vực. Theo thông tin từ phía Philippines, cảnh sát biển Trung Quốc đã tấn công binh sĩ Philippines bằng cách sử dụng dao, rìu và các dụng cụ khác, khiến nhiều binh sĩ bị thương, trong đó có một người bị cắt cụt ngón tay. Philippines đã công bố đoạn phim về cuộc xung đột và cáo buộc lực lượng Trung Quốc thực hiện hành vi cướp biển, yêu cầu Bắc Kinh bồi thường. Đáp lại, truyền thông Trung Quốc cũng đăng tải những hình ảnh về cuộc xung đột, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với video từ Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố rằng Philippines xâm phạm trái phép vùng biển của Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng hành động của họ là hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền. Sự căng thẳng này không chỉ phản ánh tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa Trung Quốc và Philippines, mà còn thể hiện chiến lược gia tăng kiểm soát của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm củng cố chủ quyền tại khu vực này, bao gồm xây dựng đảo nhân tạo và trang bị hệ thống quân sự trên các tiền đồn. Theo nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Bắc Kinh đã phá hủy khoảng 6.000 hecta dạng san hô để tạo ra 1.300 hecta đất mới ở quần đảo Trường Sa, xây dựng đảo nhân tạo và trang bị hệ thống tên lửa. Động thái này giúp tàu Trung Quốc tuần tra xa hơn, ảnh hưởng đến các khu vực như Indonesia và Malaysia. Gần đây, Bắc Kinh còn ban hành quy định mới cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc giam giữ người nước ngoài vào vùng biển tranh chấp trong tối đa 60 ngày. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực Biển Đông, nơi có tuyến đường thủy quan trọng và giàu tài nguyên. Tờ Vision Times đưa tin, trong thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này vừa một lần nữa đã nhắc lại sự ủng hộ đối với việc mở rộng sự tham gia của Đài Loan vào hệ thống Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác. Trong đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng sự chuyên môn đẳng cấp thế giới của Đài Loan mang đến giá trị đáng kể trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay, bao gồm sức khỏe công cộng quốc tế, an ninh lương thực, an toàn hàng không và biến đổi khí hậu. Trước đó, Đài Loan đã bị loại khỏi nhiều tổ chức quốc tế do sự phản đối của chính phủ Trung Quốc, bởi Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ cai trị Đài Loan, một quốc gia độc lập với chính quyền được bầu cử dân chủ, hiến pháp, tiền tệ và quân đội riêng. Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc tham gia của Đài Loan vào các diễn đàn quốc tế là phù hợp với chính sách một Trung Quốc được hướng dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 thông cáo chung và 6 đảm bảo. Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan vào năm 1979 để ủng hộ Trung Quốc Cộng sản, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Đài Loan thông qua Đạo luật quan hệ Đài Loan, đồng thời cho phép cung cấp thiết bị quân sự để Đài Loan tự vệ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, cuộc họp hôm 21 tháng 6 với Hoa Kỳ đã thành công với các cuộc thảo luận thực chất mang tính chất xây dựng và đồng ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ. Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua đạo luật không phân biệt đối xử với Đài Loan, yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ để Đài Loan được nhận vào Quỹ tiền tệ quốc tế IMF với tư cách một thành viên. Dự luật này nhằm khắc phục tình trạng Trung Quốc ngăn cản tiếng nói của Đài Loan trong các quyết định tài chính quốc tế. Phía Trung Quốc hiện vẫn chưa bình luận gì về các động thái trên.
Tiếp tục với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, ngày 24 tháng 6, CNN dẫn thông tin từ giới chức Nga cho hay Ukraine đã tấn công Crimea bằng tên lửa ATAC-MS do Mỹ cung cấp khiến hàng trăm người thương vong. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Ukraine đã bắn 5 tên lửa ATAC-MS mang đầu đạn chùm vào Crimea. Trong số này, 4 tên lửa đã bị phòng không Nga bắn hạ, tên lửa thứ 5 phát nổ giữa không trung. Các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống gần một bãi biển ở phía bắc thành phố Sevastopol, nơi người dân địa phương đang đi nghỉ cuối tuần, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 124 người bị thương. Ngoài ra, các mảnh vỡ tên lửa còn làm cháy 150m² diện tích rừng và gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư. Đội cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để dập tắt các đám cháy. Giao thông tạm thời bị đình trệ ở khu vực công viên Ukhovka và việc tiếp cận các tòa nhà dân cư ở phía bắc vịnh Sevastopol cũng bị hạn chế. Ngay sau vụ việc, Nga tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công này. Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công của Ukraine, gọi đây là hành vi khủng bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với thống đốc Sevastopol Mikhail Zavohazev ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ tấn công, bày tỏ sự thương tiếc đối với những người thiệt mạng và bị thương và chỉ đạo các cơ quan liên bang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Sevastopol. Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Mỹ Lina Chase để phản đối việc Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine dẫn đến cuộc tấn công vào bán đảo Crimea khiến hàng trăm người thương vong. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa ATAC-MS dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ, đồng nghĩa với việc Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho vụ tấn công này. Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. Trong một diễn biến khác, cùng ngày hôm qua 24 tháng 6, Hội đồng Liên minh châu Âu EUCO đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 áp lên Nga, bao gồm 116 cá nhân và thực thể Nga. Các biện pháp trừng phạt này liên quan đến việc vận chuyển và đầu tư vào các dự án khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga. Ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU tuyên bố, gói trừng phạt này thể hiện sự đoàn kết của châu Âu trong việc ủng hộ Ukraine. Phía Nga hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về động thái này. Tiếp tục với tình hình chiến sự ở dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây vừa tuyên bố giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến với Hamas sắp chấm dứt và quân đội Israel có thể chuyển hướng sang biên giới phía Bắc với Lebanon. Cụ thể, phát biểu trên đài Channel 14, ông Netanyahu cho biết mặc dù cuộc chiến sẽ không kết thúc hoàn toàn, nhưng giai đoạn hiện tại sẽ kết thúc ở Rafah. Ông cũng nhắc đến khả năng thực hiện thỏa thuận một phần với Hamas để trả lại một số con tin, nhưng khẳng định rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục sau thời gian ngừng bắn nhằm diệt trừ phong trào Hồi giáo Hamas. Ông Netanyahu cũng bác bỏ ý kiến cho rằng chính quyền Palestine ở bờ Tây có thể thay thế Hamas để điều hành Gaza. Dự kiến sau khi tình hình ở Gaza hạ nhiệt, một phần quân đội Israel sẽ chuyển hướng về phía bắc biên giới với Liban, nơi giao tranh với nhóm Hezbollah đang leo thang. Cùng trong bối cảnh này, hàng nghìn binh lính từ các nhóm vũ trang ở Trung Đông vừa tuyên bố sẵn sàng đến Liban để tham chiến cùng Hezbollah chống lại Israel nếu cuộc xung đột hai bên leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah trong một bài phát biểu gần đây đã đề cập đến khả năng này. Ông cho biết các thủ lĩnh phiến quân từ Iran, Iraq, Syria, Yemen và các nước khác đã đề nghị gửi hàng chục nghìn chiến binh để hỗ trợ cho Hezbollah. Trước đây, ông đã từ chối vì nhóm đã có hơn 100.000 chiến binh. Tuy nhiên, tình hình có sự thay đổi nếu xảy ra xung đột toàn diện. Ngoài ra, các chỉ huy từ các nhóm ở Liban và Iraq cũng đã xác nhận rằng các chiến binh từ khắp khu vực đã sẵn sàng tham chiến nếu cần thiết. Hàng nghìn chiến binh đã được triển khai ở Syria và có thể dễ dàng vượt qua biên giới để đến Liban. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, các nhóm thuộc trục kháng chiến đã tổ chức các cuộc tấn công vào Israel và đồng minh của nước này. Họ cho biết sẽ chỉ ngừng chiến đấu khi Israel kết thúc cuộc tấn công ở Gaza. Hãng Reuters đưa tin, vào hôm qua 24 tháng 6, giới chức Pháp tại New Caledonia vừa thông báo rằng nhiều tòa nhà đã bị đốt phá trong đêm hôm trước, bao gồm một đồn cảnh sát và tòa chính quyền thành phố. Đợt bạo lực tái bùng phát này đã diễn ra tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở Thái Bình Dương, nơi phe ly khai đụng độ với cảnh sát. Theo ghi nhận, bạo loạn và cướp bóc tại New Caledonia bắt đầu từ giữa tháng 5, xuất phát từ kế hoạch cải cách bầu cử. Người Kanak bản địa lo ngại kế hoạch này sẽ khiến họ trở thành thiểu số vĩnh viễn và làm hy vọng độc lập trở nên xa vời.
Tình trạng bất ổn này đã gây ra thiệt hại lớn, khiến 9 người thiệt mạng và thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ euro. Chính phủ Pháp đã điều động 3.000 binh sĩ và cảnh sát đến New Caledonia để kiểm soát tình hình. Tại khu vực Doumbéa, phía bắc thành phố Naumea, một đồn cảnh sát và một gara đã bị đốt phá. Lực lượng chức năng đã điều động 4 xe bọc thép để can thiệp. Do làn sóng bất ổn mới, nhiều trường học tại New Caledonia đã phải đóng cửa vào sáng 24 tháng 6. Trước đó, vào ngày 22 tháng 6, 7 nhà hoạt động vì độc lập có liên hệ với một nhóm bị cáo buộc dàn dựng các cuộc bạo loạn vào tháng trước đã bị truy tố và đưa về lục địa Pháp để giam giữ trước khi xét xử. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda hôm 24 tháng 6 cho biết, Nhật Bản đang sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp để ứng phó với những biến động của đồng yên trong bối cảnh đồng tiền này đang gần chạm mốc tỷ giá 160 yên đổi 1 đô la Mỹ. Trước đó, khi tỷ giá chạm mức này, chính phủ Nhật Bản từng can thiệp nhằm kiềm chế đà giảm giá của đồng nội tệ. Theo ông Kanda, biến động nhanh của đồng yên có thể gây ra những tác động tiêu cực cho nền kinh tế, đặc biệt khi thị trường trở nên thận trọng hơn trước khả năng Nhật Bản có thể mua vào đồng yên và bán ra USD. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ hiện cũng đang theo dõi sát sao những tác động đối với tình trạng lạm phát khi đồng yên giảm giá mạnh. Một số quan chức cấp cao của BOJ cho rằng cần xem xét tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát có khả năng gia tăng. Tuần trước, Mỹ đã đưa Nhật Bản trở lại danh sách các quốc gia cần theo dõi về động thái thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, các quan chức Nhật Bản khẳng định rằng điều này không đồng nghĩa với việc Washington nhận thấy chính sách ngoại hối của Tokyo có vấn đề. Theo ghi nhận, giới chức Nhật Bản chưa đưa ra mức cụ thể định giá đồng yên, nhưng theo ông Kanda, các động thái tiền tệ cần ổn định và phản ánh nền tảng của nền kinh tế. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda không loại trừ khả năng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 7 tùy thuộc vào tình hình kinh tế, cho rằng lạm phát đã trở nên nhạy cảm hơn với các dao động ngoại hối. Được biết, Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào năng lượng và nguyên liệu thô từ nước ngoài. Vì vậy, tình trạng trượt giá của đồng yên chắc chắn sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu các mặt hàng này. Hiện nay, người tiêu dùng Nhật Bản đang chật vật ứng phó với việc giá cả hàng hóa tăng cao. Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch tăng cường hỗ trợ thông qua việc giảm gánh nặng thanh toán dịch vụ điện, nước, ga và trợ cấp bằng tiền mặt. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại phần tin tức của Hành trình tương lai hôm nay. Và tiếp sau đây, xin mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, nhân sinh tại thế giống như một con thuyền. Nếu như nó chứa quá nhiều ham muốn vật chất, hư vinh và phù phiếm trong chuyến hành trình, thì con thuyền sinh mệnh đó rất dễ có thể đắm chìm hay mắc cạn trong dòng sông cuộc đời. Người xưa có câu, nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong, tức là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Là con người, ai cũng có những mong muốn riêng, cầu mong được hạnh phúc, cầu mong được giàu có, cầu mong lấy được người mình thương. Nhưng nếu như những mong muốn đó trở nên vô tận, nó sẽ trở thành lòng tham, cho tới cùng, danh và lợi đối với con người ta là một thứ chất gây nghiện và cũng là một loại cám dỗ lâu dài. Không kể ra thì chúng ta cũng biết đài báo và tivi cũng thường đưa tin. Trong cuộc sống, có rất nhiều người vì lòng tham làm cho mờ mắt, dễ dàng đánh mất đi lý trí mà vướng vào bẫy của những mô hình kinh doanh bán hàng, hội phường siêu lợi nhuận. Bỏ 1 ăn 10, bỏ 10 ăn 100, để rồi nhận kết cục đắng ngắt, dẫn đến nợ nần, tán gia bại sản, nhà tan cửa nát, vợ chồng con cái chia ly, thậm chí vong mạng nơi trần gian. Có một triệu phú giàu có, cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến nơi hỏa táng để xem. Có người không hiểu hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng này sẽ rất mau chóng tĩnh lại. Thấy danh lợi tiền tài thật trở nên nhẹ nhàng. Đời người đua chen giành giật tranh đấu, nhưng đến khi nằm xuống lại giống y hệt nhau. Không cần biết lúc trước bạn quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người bình thường khổ hạnh nghèo đói. Cuối cùng đều chung một tư thế, lặng yên nằm xuống, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng với ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, và khi trở ra lần nữa chỉ là nắm tro tàn được bọc lại trong một tấm vải đỏ. Tiền của vật chất đến khi ra đi chẳng thể mang theo được, chớp mắt vinh hoa phú quý thoáng qua, ân ái tình thù cũng chỉ là cát bụi. Bởi thế tuyệt đối đừng bao giờ vỗ ngực tự đắc rằng
tôi là người có tiền và hãy khắc cốt ghi tâm mà nhớ rằng đừng quên sức khỏe mới là tiền vốn. Không có sức khỏe thì không có cách nào để tận hưởng hết niềm vui của cuộc đời. Đừng xem áp lực thành động lực, lao động quá sức để rồi tổn hại bản thân. Đừng nghĩ rằng bác sĩ là người có thể cứu lấy mạng sống của bạn. Thực ra không phải như vậy, chính bạn mới là người quyết định. Dưỡng sinh quan trọng hơn cứu mạng. Đừng mong nghĩ rằng cho đi sẽ được báo đáp lại. Chỉ có cho đi không kể báo đáp mới có thể hành thiện tích đức. Đừng xem trọng danh lợi quá, bởi khi hào nhoáng qua đi, bạn mới nhận ra chỉ là những mây khói, nước chảy, bèo trôi. Đừng nghĩ rằng hỏi han là quấy rầy, những người thường xuyên nhắn tin cho bạn, nghĩa là trong tâm họ luôn có hình bóng của bạn. Đừng bỏ mặc những người có duyên với bạn, bởi vì sau khi vinh hoa qua đi, bạn mới hiểu rằng rất nhiều người sẽ rời xa bạn. Khi ấy, bạn mới thấy tri kỷ thật khó tìm. Đừng nghĩ rằng làm quan thì ngầu hơn dân, bởi vì quan thì nhất thời mà dân thì vạn đại. Một khi bị mất chức thì cuối cùng cũng chỉ là một người thường dân mà thôi. Sinh mệnh con người ta cũng như chiếc thuyền lênh đênh trên dòng sông cuộc đời. Của cải vật chất càng ít thì sức chuyên trở của sinh mệnh càng nhẹ. Vì vậy, nếu bỏ được lòng tham thì nhẹ nhàng tiến lên, con người sẽ sống khoáng đạt, an yên tự tại. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở bình luận bên dưới quý vị nhé! Và có một phương pháp được nhiều người thực hành để giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và lo âu, tăng cường năng lượng và sức sống. Đó là luyện tập khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến với sức khỏe, tâm tính cũng thay đổi chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn cho mọi việc. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng để bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn chúng tôi có gắn trên màn hình, nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Cuối chương trình, Thanh Mai thay mặt cho ekip của Hành Trình Tương Lai xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị mọi điều bình an, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.